Ai tín trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh? Hiệp hội Nữ Đa Minh Thừa Sai Phú Cường kính báo. Nữ tu Maria Cecilia Nguyễn Thị Bích Thủy, tên thường gọi Sơ Nhị, sinh ngày 12 tháng 12 năm 1952, tại giáo xứ Thân Thượng, giáo phận Thái Bình. Ấn dòng ngày 30 tháng 4 năm 1973, đã được Chúa gọi về lúc 2 giờ 30 phút thứ hai ngày 30 tháng 8 năm 2021 tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai, địa chỉ 243 quốc lộ 1A, Tân Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, hưởng thọ 69 tuổi, cấn dòng 48 năm. Vì tình hình dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát và diễn biến phức tạp, nên Hiệp hội không thể chủ động để tổ chức lễ an táng cho chị Maria Cecilia như theo truyền thống của Hiệp hội. Do đó, em xin kính báo với toàn thể chị em về việc hậu sự của chị Maria như sau. Việc hỏa táng do Ban Phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương của tỉnh Đồng Nai đảm nhiệm theo quy định của luật pháp. Do đó, sau khi nhận hài cốt của chị, tùy theo tình hình cụ thể, Hiệp hội sẽ thông báo chương trình tiếp theo. Kính xin chị em tham dự thánh lễ online trên mạng của giáo phận Phú Cường vào lúc 5 giờ thứ ba ngày 31 tháng 8 năm 2021 để tiễn đưa và cầu nguyện cho linh hồn chị Maria Cecilia sớm hưởng nhan thánh Chúa. Ngoài việc thực hiện theo quy định của Hiến pháp 67-1AB, kính xin toàn thể chị em và các cộng đoàn thực hiện thêm mỗi ngày 50 kinh mân côi trong một tuần để cầu nguyện cho chị Maria Cecilia. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót ban thưởng vinh phúc nước trời cho chị Maria Cecilia thân yêu của chúng ta. Trụ sở Nhà Bè, ngày 30 tháng 8 năm 2021, thay mặt Hiệp hội Nữ tu Maria Nguyễn Thị Bích Hương, tổng phụ trách Maria Cecilia Nguyễn Thị Bích Thủy, tên thường gọi Sơ Nhị, sinh ngày 12 tháng 12 năm 1952, nơi sinh Ân Thượng, Thái Bình. Cha Đa Minh Nguyễn Lược, mẹ Maria Nguyễn Thị Soi. Quá trình đời tu: nhập tu năm 1966 tại tu viện Thánh Gia Thái Xuân, nhập tập viện ngày 25 tháng 3 năm 1972 tại Đa Minh Nam Đồng, Vũng Tàu. Ấn lần 1 ngày 30 tháng 4 năm 1973 tại Nữ tu Đa Viện, Bắc Ninh, Thủ Đức. Ấn trọn đời ngày 6 tháng 10 năm 1980 tại tu viện Thánh Du Xe, Hà Nội. Quá trình phục vụ: từ năm 1973 đến năm 1974 đi học tại trường Hòa Bình, Long Khánh. Từ năm 1974 đến 1990 phục vụ tại tu viện Thánh Gia, giáo xứ Thái Xuân, dạy học tại Suối Cát, phụ trách đệ tử tu viện Thánh Gia, phụ trách bề trên tu viện Thánh Gia. Năm 1990 đến 1996 phục vụ tại tu viện Mẹ Vô Nhiễm, giáo xứ Lộc Hòa. 1996 đến 1999 bề trên tu viện Thánh Gia, giáo xứ Thái Xuân. 1999 năm 2000 phục vụ tại tu xá Thánh Du Xe, giáo xứ Xuân Khánh. Từ năm 2000 đến 2012 trị trưởng tu xá Thánh Phaolô, giáo xứ Hảo Đức. Từ năm 2012 đến 2014 phục vụ tại tu viện Thánh Du Xe, giáo xứ Hà Nội. Từ năm 2014 đến 2017 dưỡng bệnh tại tu xá Mẹ Vô Nhiễm, giáo xứ Tân Bùi. Từ năm 2017 đến 2021 nghỉ hưu tại cộng đoàn Thánh Martino, nhà an dưỡng, đã được Chúa gọi về lúc 2 giờ 30 phút thứ hai ngày 30 tháng 8 năm 2021 tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai. Cảm ơn quý cộng đoàn đã theo dõi. Xin quý cộng đoàn ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ để ủng hộ kênh. Xin kính chúc quý cộng đoàn tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Maria. Hẹn gặp lại quý cộng đoàn vào những video tiếp theo. Xin cảm ơn.